Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay em Phúc có mặt tại đường nhánh của đường Tô Ngọc Vân, phường Thịnh Xuân để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng. Lô đất có chiều ngang 4m và chiều sâu vô là 14,5m. Lô đất nằm trong khu phân lô khá là đẹp, tổng diện tích là 58 m vuông, toàn bộ là đất thổ cư và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 100 triệu. Đường trước đất có chiều ngang là 6 m, hai xe ô tô né nhau là đường nhựa. Vị trí lô đất cách quốc lộ 1A 1 km và về sân bay khoảng 25 phút đi xe máy. Trong bán kính 1 km chúng ta có chợ, trường học, các cấp, siêu thị, ngân hàng rất là đầy đủ. Khu vực này cho chúng ta xây dựng lên tới 4 tầng. góc nhìn trên cao, chúng ta có thể thấy lô đất của chúng ta nằm trong khu nhà lầu, rất là nhiều nhà cao tầng, 3 đến 4 tầng và đường thì thông tứ hướng. Với một lô đất có chiều ngang là 4m, chiều sâu là 14,5m, pháp lý là sổ hồng riêng, thổ cư 100%, chủ chào bán với giá là 3 tỷ 100 triệu. Theo Phúc thấy có lẽ đây là lô đất rẻ nhất khu vực quanh đây. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá và hiện tại thì bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất do chưa có thời gian quay up cho quý anh chị xem. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ điện thoại cho Phúc, Phúc sẽ tư vấn và tìm những lô đất đúng với ý của quý anh chị để dẫn quý anh chị đi xem. Video review lô đất sổ hồng riêng của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.